chương trình gì đây? Được BBQ. Kết thúc chương trình BBQ khoa học quốc tế y học Việt. Để lớp khai xuân lớp của chúng tôi hôm nay đã kết thúc bế giảng. Cháy rồi. Cháy rồi. Chúng tôi là tổ chức một bữa liên hoan nướng thịt chia tay. Ôi vừa rồi chưa? Anh người vừa chưa? Rồi. Ok. Này. Ôi còn lấy cái hoa này à? Ba. Đổi. Mọi người đang chụp ảnh kỷ niệm với cả một cô giáo. Hai ba. Thì cái này gì đấy? Ok. Cái này là đẹp. Ok. Lái xe được một xe quá đẹp. Một hai ba. Ok. Chúng tôi quả đẹp hơn riêng chủ. Ủa sao nhìn như robot vậy? Cắt đôi nhé. Viện Đào tạo Quốc tế Y học Việt chúng tôi hôm nay làm lễ bế giảng khóa học đầu xuân 2023. Chương trình đoàn nướng thịt. Chương trình nướng thịt để bế giảng khóa học. Và anh chị em đang chụp ảnh kỷ yếu. Ok. Chụp ảnh kỷ niệm. Rất là đẹp. Khuôn mặt của người Lào cũng rạng rỡ và lung linh. Cái đường này view đầy hơn sao đấy. Bên cạnh đó là mọi người đang chuẩn bị ra đây để nướng thịt cho buổi tối này. Đông một đống người mà. Ôi giời, thịt nướng, mùi thịt nướng thơm chưa? Anh ơi, quảng cáo đầu bếp cho em một cái. Kìa, đây là Chí Tài nhá. Em Chí Tài nhá. Chí Cường là em Chí Tài đây, đang đạo diễn món thịt nướng nhá. Úi giời, kìa. Kìa, còn mấy ai nữa kìa. Đây. Tối nhở cũng làm nào cứ sẵn đây. Tối cả em Phượng kìa. Bơ 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 ảo ảo cũng được. Cái này cho ra đằng kia. Cái này cho ra đằng này. Cái này gần được cái ra kia. Mọi người nướng thịt vui vẻ. Vuốt. Anh bảo mùa đông ở Việt Nam thế hết men thịt nướng chứ. Đấy. Không cẩn thận cháy này. Cái được. Hôm nay là trăng đầu tháng này, nhìn trăng đấy, trời trăng xuống này mà nướng thịt thì còn gì bằng đúng không? Rất là vui. Rồi giờ là chúng tôi bắt đầu vào chụp ảnh kỷ niệm. Đứng ở đây lên đấy nhỉ? Đây đâu? Đứng mà nó khói. Đúng rồi. Đây, hôm nay rồi. Tất cả mọi người chú bảo cả. Rồi làm nào đẹp đấy. Cô. Tại vì nó phải chuyển mấy kiểu nên nó hơi mất thời gian nên mọi người lấy một chút cái đẹp. Không nhưng đừng thấy đó. Chị cười gì đây? Thân hoàn ai cũng nghe. Đấy, cười thế. Đúng rồi. Cười vui khi được nhận những cái tấm bằng. Học chẳng chẳng cả hợp chưa? Ừ. Nhìn vào đây. 3, 2, 1, nào cười nhanh tăng lúc đấy cho tươi. Nhìn đấy. Căng ra nào. Nào cười lại nào. Làm lại. Sao thằng chị làm gì mà tối mảnh thế? Nào cười lại cho một kiểu cuối cùng nào. Đấy, thế mới tươi. Ok. Nào. 1, 2, 3. Y học Việt ơi. Rất là cảm ơn toàn thể anh chị em. Và cái món quà của anh chị em cũng rất là ý nghĩa bởi vì ngày mai cũng là ngày 27 tháng 2 đúng không?
Đằng này thầy thuốc Việt Nam để chúc anh chị em ta là gọi là những người thầy của những vị thầy đó, thì chúng ta luôn luôn là có một cái thân khỏe tâm an, và chúc anh chị em chúng ta là muốn cái gì thì sẽ thực hiện được cái đó, đúng không ạ? Đó chị em mình thôi rồi. Tay bốc cho nó con chụp ảnh rồi. Ôi, kỷ niệm rồi, bây giờ là đến lượt không phải găng tay thì thầy ơi. Rồi. À, có nước ngọt ở trong kia các bạn ra vào và lấy. Xong chờ tí. Nhờ khác đi. Một này, bây giờ nhìn này, bài cười lên. Ok. Đội hình đứng chéo để lấy cả cái cây này đẹp luôn. Đấy, kéo cái bụng phải để không không không. Nào đưa đem thử cho. Phải không ạ? Đưa đem thử cho. Đấy, bây giờ cái thịt để riêng, chân để riêng. Đây cả nhà ơi. Chân để riêng, thịt để riêng rồi. Đây toàn thịt. Đây chân đây mà. Đĩa này đĩa chân mà. Bia nào. Ê, trời ơi, hôm nay là say nữa rồi. Nào đây mỗi người cầm lên lon bia nào. Nào, đây con ơi. Bia nào, bia đây. Hôm nay là đặc biệt nhất, lên bia đủ 18 lon, tựa đủ 18 con người ở đây. Nào. Nào. Việt Nam.